Đây, anh nha, xem này, cậu em này. Wow, cái đầu mặt. Tiếc quá. Mặt kinh điển luôn ạ. Mặt khô. Cả nhà nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Đây, nhìn cảnh nha. Đây, chào cả nhà nha. Đây. Chả nêu đồng nghiệp, đây là cái số 3 này, ngày 1 tháng 6. Quay về cả nhà xem giờ nó trời nó muốn mưa, muốn tối rồi luôn. Đây, kia, em mới lên đồng nai trước rồi. Cảm ơn. Đây, mới có 2 giờ 4, 7, 11 tháng 6 này. Ủa, số 3 nha cả nhà. Ui, tổ to khủng lắm này. Đó, cái tổ kia. Nha, mình dừng cái máy rồi mình leo lên để coi kìa, quay cho nó sát nhà nó xem nha. Ôi, lên tới cây rồi, cái tổ đó này. Cho anh em xem. Cả nhà xem nha. Ôi, đầu mặt này, đúng không? Ôi, cả nhà xem. Kìa, cái đường kìa. Kìa, nó là nó quay, không hơn. Cả nhà xem nha. Mình lấy cái đuốc này lắm. Để chạy cái mép mà. Để nó không cột. Ui. Đây cả nhà. Ui. Em mới túa ra rồi nha. Ui ồ. Cái cục biết rồi. Ui ồ. Cái mà này ngó đâu. Ui ồ. Uống cơ không. Ui ồ. Khô hết rồi. Ui ồ. Đọc kế giả mang. Ui ồ. Anh hết rồi không. Ui ồ. Khối hết tét mất còn bảy. Ui. Để mình ấy lại cái khối tí nha cả nhà đó. Em nó tim nhiều quá. Anh có rồi em ơi. Ôi giời. Ờ dây lên chỗ này không có chỗ mất. Đây, đây nha, xem này, cậu em này. Wow, cái đầu mặt. Tiếc quá. Mặt kinh điển luôn ạ. Wow, mặt khô. Wow. Anh chưa được, cả nhà. Wow, nó phần ra cái đầu của ông. Cái đầu mặt. Nó nhìn dưới thấy không phần nữa. Wow, nó hút hơn nữa, ông hết rồi, trống hết khô hết rồi. Khô hết không? Uống cưa. Hết mặt rồi. Wow, yeah. Đi muộn quá cả nha. Wow, cái đồ em. Nè xem. Cậu em cả nhà đón thôi được 2 mét không? Wow. Trời ơi. Tiếp quá. Ôi. Con em ơi. Được. Chắc không có thơm đuốc ấy. Chết chắc. Xem này. Làm cái bánh nào còn cái đầu mặt đó này. Ui. Cả nhà nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Trời, nó có đuốc cái chân luôn. Chà nó. Ôi giờ cả nhà xem nhá, cứ lôi nhôi nó không được. Tất sự gì hết. Ui, cả nhà xem cái đầu mặt đó này. Ui, vô cái cần điếng à. Wow, còn cái tàng em này. Ôi. Ôi, ở đây mà hầu được cái lúc ấy mặt cho em chục lít qua rồi. Chục
lục lích chứ. Ui dồi. Lúc mà nó bích nét đấy cả nhà. Thằng đây cô. Thằng chục đó lên. Ui. Ui, uống cơ. Ừ. Hết mặt rồi bé ơ. Ui, tiếc cưa à. Ui, nhìn ổ em mà tiếc. Ui, khói này. Đánh quá trời. Ui trời. Cô đi dùng miệng cho mồm. Cả nhà. Tiền. Ui giời, nó mặc. Ui. Tìm ổ da mà ổ da không mặc rồi. Ui giời, nó mặc. Quá buông, quá buông. Kinh điển của em quá mà tiếc cơ luôn. Trời. Quá tiếc. Ui. Em mà lúc nó bích mặt ở cả nhà này, thấy hàng chục rồi lên, không bao giờ dưới. Ui giời, uống. Quá, cũng quá uống cả nhà ơi. Ui giời, coi cả nhà coi cái đầu mặt này. Ui. Ai coi thử lọt cái miệng ba lô không, sợ không lọt á. Ui, mà cái thớt cũng khó. Nếu mình nên lên đây coi đây, cái đây nó xuống quá cả nhà. Dạ, yếu quá, quát không nổi. Anh hết, hai bên bên nào cũng anh hết. Anh hết trống, uống luôn. Nó lọt rồi. Anh sao lọt được. Cái thai nháy anh. Nó phải tên chục lít. Xem này chặt thơ đi. Ui dồi cả nhà. Ui cái điện thoại. Ui cái màn hình này. Đây quay nó không hết nè. Ui dồi. Chỉ biết quay vô à. Ui quá tiếc. Trời ơi. Chỗ ông. Quay mà còn tìm chi. Ui cậy cứng. Cậy to gừa ra nó nhỏ. Cái thớ nó đem quất trầm rồi mà. Ui dồi, ổ đây. Ui dồi. Còn bên kia còn mặc ấy. Chảy. Ui dồi. Uống cái đầu mặc quất trầm. Ui. Nè. Tiếc gơ luôn. Ui. Cái thớ này cũng không có cái chỗ quay cho ngon lạnh. Ừ. Ném tay bỏ vô nha. Chỗ hết xa bởi quá. Rồi cả nhà ơi, mưa tới luôn. Ui dồi. Chắc chưa xem tổ em mà mưa tới rồi. Ảo ảo nè. Ui dồi, ở đây mà học phải lúc trên thầy mặt mà đến điểm nó thì thôi. Ui dồi. Ui dồi. Cái một ba lô anh em mà không có một gì mặc hết. Cả nhà nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo. Mình xuống chiếc xe mặc rồi, mình dừng. Mình dêu rồi, cả nhà coi còn cái tàng tổ. Tổ nó còn nguyên là phải chân. Ui, cả nhà xem. Đó, mưa. Mưa tới luôn rồi. Mưa ảo ảo. Thôi mình xuống cả nhà, mình dừng cái dêu để đỡ ướt mấy.